Hello, wow, rất là nhiều đồ chơi đúng không? Ta-da, mình có một cái rổ rồi các bạn ơi. Và hôm nay mình phát hiện ra có rất là nhiều món đồ chơi được xếp ở đây nè các bạn ơi. À, các bạn thấy tất cả món đồ chơi ở đây có một cái gì đó đặc biệt không? À, đúng rồi nha, tất cả những món đồ chơi này đã được bôi hết một màu đỏ rồi các bạn ơi, đúng không? Đúng rồi. À, đây mình nghĩ là những cái con vật gì đó các bạn ơi, và đã bị bôi màu rồi nha. Nên mình không thể đoán được đây là những món đồ chơi gì và nó là con gì luôn. Wow, có một con rất là lạ luôn nè các bạn ơi. Wow, mình tò mò quá, bây giờ mình sẽ đem những món đồ chơi này đi rửa nha. Ok. À, mình sẽ bỏ nó vào rổ. Sẽ bỏ hết những món này vào rổ nha. À, mình tò mò quá các bạn ơi, không biết đây là những món đồ chơi gì nữa. Ok. Đó. Wow. À, món này nữa các bạn ơi. À, hết rồi nha. Bây giờ mình sẽ đem những món đồ chơi này đi rửa nào các bạn ơi. Ta-da, mình có một thau nước rồi nè các bạn ơi. Wow, rất là sạch luôn. Và bây giờ mình sẽ rửa tất cả những món đồ chơi này nha. Bỏ vào đây. Ok. Không đợi các bạn đợi lâu, mình sẽ bắt đầu với những món đồ chơi đầu tiên nào. Và đây là một con chim Papo Pteranodon thì phải các bạn ơi. Để xem mình đoán có đúng không nha. Sau khi rửa rất là sạch, chúng ta có đúng rồi, một con Papo Pteranodon. À, nó có một cái mỏ rất là dài luôn này các bạn ơi. À, mình sẽ tìm kiếm. Lấy luôn cái món này lên nha. Không biết con gì đây mà to quá này, to các bạn ơi. Hai con nha chứ không phải một nha các bạn ơi. Ok, mình sẽ rửa nó trước nha. À, có vẻ như sẽ hơi khó ra đây. Ha ha. Thật kỹ nào. À, mình rửa mạnh lắm nha. Và chúng ta có một con Mosasaurus. Wow. Mosasaurus. Và chúng ta có một cái đầu gì đây. Sạch bon luôn. Để xem lại coi các bạn ơi, một con Spinosaurus. Để tiếp tục bỏ vào rổ. Lấy những món đồ chơi tiếp theo. Chúng ta có gì nào? Một con linh cẩu nè các bạn ơi. Wow. Tiếp tục với những món đồ chơi tiếp theo nha các bạn. Chúng ta có gì đây? Một món đồ chơi rất là to. Mình sẽ rửa nó nha. Mình đã rửa thật là sạch rồi. Chúng ta có một con voi. Các bạn ơi, đây là con voi đó. Tiếp tục nha các bạn ơi. Đã sạch rồi. Đây là Stegosaurus. Xem còn gì nữa không, rất là nhiều luôn nè các bạn ơi. Mình sẽ rửa nữa nha. Chúng ta có một con báo hồng. Một con chim này các bạn ơi. Wow, nó đang há miệng luôn nha. Rồi, bây giờ mình sẽ rửa nó. À, sau khi rửa sạch rồi chúng ta có gì đây? Một con Pterosaurus. Wow, quá đẹp đúng không các bạn ơi? Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục với những món đồ chơi tiếp theo nào. Chúng ta có gì? Đây là một con chó sói đó các bạn ơi. Wow, vui nha, còn rất là nhiều luôn. Tiếp tục với một món đồ chơi nhỏ nhỏ xinh xinh tiếp theo. Wow, cái gì đây? Các bạn nhìn nè, một con khủng long bạo chúa T. Rex. Wow, mình có gì đây? Mình đoán đây vẫn là một con khủng long đó các bạn, thử xem nha. Rồi, sau khi rửa sạch chúng ta có một con Chasmosaurus. À, mình sẽ lấy món đồ chơi to này lên nha. Wow, wow. Ok, rửa thôi. Wow, đã sạch luôn rồi này các bạn ơi. King Kong. Wow, một con siêu King Kong, tại vì nó rất là to luôn các bạn ơi. Wow. Ok. Wow, quá đã luôn các bạn ơi. Tiếp tục nha. Chúng ta có gì nào? À, mình đã biết rồi, đây là con Brachiosaurus. Ok. À, vẫn là một con khủng long nữa nè các bạn ơi. Có gì nào? Deinonychus. À, đây cũng là một món đồ chơi to nha các bạn ơi. Và mình đã nhìn thấy có rất là nhiều gai trên lưng. À, đang xem đây là món đồ chơi ta có gì nào? Một con Miragaia. À, mình vẫn còn này các bạn ơi. Để xem nào. À, đây là con sư tử này các bạn ơi, nhìn nè, ha ha. Quá là đẹp luôn đúng không? Ok, và đây là món đồ chơi cuối cùng của chúng ta rồi nè. Một con khủng long siêu to khổng lồ. Wow. Bây giờ nó to quá không biết rửa sao luôn này các bạn ơi. Wow, chúng ta có gì đây? Brachiosaurus. À, một con Brachiosaurus rất là đẹp đúng không các bạn? Wow, to quá mình lấy nét không được luôn rồi nè các bạn ơi. Đây, cái đầu của nó nè các bạn ơi. Wow, rất to luôn. Hết rồi nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng coi lại coi. King Kong, Brachiosaurus, Deinosaurus, một con chó sói, Chúng ta có một con khủng long bạo chúa T. Rex, Stegosaurus. Đây là sư tử. Một con khủng long Brachiosaurus. Chasmosaurus. Pterosaurus. Tiếp tục chúng ta có một con gì đây? Một con khủng long rất là dài nè các bạn ơi, Mosasaurus. Đây là báo hồng, đỉnh cẩu. Và một con voi nè các bạn ơi, rất là to luôn này, Miragaia. Và những chiếc gai trên lưng. Papo Tethrulodon. Và đây có vẻ như là món cuối cùng rồi, một cái đầu của con khủng long Spinosaurus. Đây là những món đồ chơi của mình này các bạn ơi, rất nhiều luôn. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha.